xin chào xin chào tất cả các bạn chào mừng các bạn đã quay trở lại cùng với chị hiên ở trong buổi phát trực tiếp ngày hôm nay và các bạn thân mến trước mặt các bạn bây giờ là một cái bộ tài liệu về nghị luận xã hội mà học văn chị hiên trong thời gian vừa qua cũng có dành tặng cho chúng mình đúng không ạ và chị biết được rằng là ở trong giai đoạn này thì các bạn cũng đang rất là cố gắng để có thể tìm ra một cái cách viết nghị luận xã hội tốt nhất bởi vì chúng ta đều biết là kỳ thi trung học phổ thông quốc gia thì đang ngày càng đến gần và đó là lý do tại sao mà đan sen với những cái bài chữa về nghị luận văn học thì chị cũng có đan cài thêm ở một số những cái đoạn văn nghị luận xã hội với những cái đề bám sát nhất với cấu trúc của đề thi trung học phổ thông quốc gia để chúng mình có thể học hỏi từ đây và chúng mình có thể xử lý thật là tốt cái câu nghị luận xã hội ở trong đề thi trung học phổ thông quốc gia chúng mình nhá à, Xin chào Mai Phương này Xin chào Chính Xin chào các bạn Các bạn hãy cùng gửi lời chào tới chị Trong buổi gọi là cũng khá muộn rồi đấy ạ 23 giờ 20 phút rồi đấy ạ Nếu như mà chúng mình đã có mặt ở đây rồi Thì hãy gửi lời chào tới chị Yên nhá Được không nào? Và các bạn ơi Ở đây thì chị có một số những cái đoạn văn nghị luận xã hội Chị có một số những cái đoạn văn nghị luận xã hội ạ à, Có cả những cái dạng đề về những cái vấn đề trực tiếp Và chị cũng có đan cài vào đây Đó là những cái dạng đề mà nói về Tức là đi từ một cái trích dẫn nữa ạ à. Thế nên là chúng ta thấy rằng là khá là đa dạng Trong các cái dạng đề ở đây Đó, trích dẫn nhỉ Thật ra ấy, chúng ta thấy rằng là về trích dẫn ấy thì nó cũng chỉ là cái dạng đề mà chúng ta vẫn phải rút ra một cái bài học nào đó, một cái thông điệp nào đó thôi. Đấy, thế nên là các bạn sẽ chú ý nha. Được chưa ạ? Các bạn sẽ chú ý nhá. À, nếu như mà ngày hôm nay à, tiếp tục đủ 300 bạn <laughs> xem trong phần phát trực tiếp này bây giờ là 160 bạn rồi. Nếu mà được 300 bạn thì một lát nữa chắc là đăng cái tài liệu này lên luôn cho chúng mình để chúng mình tải về ạ công ạ <laughs> gọi là lụm thêm đấy bạn ấy bảo là đang lụm thêm một số bài hả Ok nhất trí Các bạn ơi Thế thì bây giờ chúng mình sẽ cùng với nhau đến với cái đề đầu tiên nhá chúng mình sẽ cùng với nhau đến với cái đề đầu tiên nhá đề số 1 của chúng mình đó là viết một đoạn văn khoảng 200 chữ trình bày sức mạnh trình bày suy nghĩ của anh chị về sức mạnh của tình người trong hoàn cảnh khó khăn thử thách Thế thì các bạn có thể thấy là đây chúng ta sẽ viết trong một cái khoảng như thế này. Đó, các bạn thấy không? Đấy, viết trong một cái khoảng bài làm như thế này. Ok chưa? Được chưa ạ? Chúng ta sẽ có một cái khoảng bài làm kiểu kiểu như thế này. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ cùng xem nhá. Chúng ta có một cái đoạn viết cho đề bài này như sau. Mở đoạn này. Một câu duy nhất, duy nhất một câu và chúng ta cũng thấy được rằng là cái nội dung mà chúng ta cần phải đưa vào đó chính là gì? Đó chính là sức mạnh của tình người trong hoàn cảnh khó khăn thử thách Đó là cái keyword mà các bạn sẽ cần phải đưa ra Ok chưa ạ? Đó là cái keyword mà các bạn cần phải đưa ra nhé Thế thì bây giờ chúng mình sẽ cùng xem là chúng ta sẽ đưa vào trong phần bài viết như thế nào À chỉ cho em cách lấy 8 cộng đi chị Chị nghĩ là không có cách nào khoác ngoài việc này Đó là các bạn sẽ cần phải chăm chỉ Được không ạ? Và có thêm một cách nữa đăng ký khóa học 10 ngày nhá Tìm hiểu về khóa học đấy đi Chị nghĩ là sẽ rất phù hợp với các em đấy Đó không chỉ là một cái khóa học tổng ôn đâu Mà đó là một cái khóa học sẽ cung cấp cho các bạn Cái phương pháp để làm Đọc hiểu nghị luận xã hội và nghị luận văn học Và đó sẽ là những cái phương pháp Mà các bạn sẽ sử dụng ngay và luôn Trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia sắp tới Vậy nên nếu như đã biết đến chị Hiên Ở giai đoạn này cũng là muộn rồi thì nhất định phải tìm hiểu về khóa học 10 ngày nhá. Được không ạ? Bây giờ quay trở lại đây, chúng ta sẽ có phần bài viết cho đề bài về sức mạnh của tình người trong hoàn cảnh khó khăn thử thách như sau. Mở bài ạ. À chị xin lỗi, mở đoạn ạ. Giữa bóng đêm của dông tố, trái tim nhân hậu sẽ tỏa sáng như những vì sao. Câu nói ấy khiến cho tôi suy nghĩ về sức mạnh lớn lao của tình người trong hoàn cảnh khó khăn thử thách vậy là các bạn có thể thấy nhá chị dùng một cái nhận định để dẫn vào vấn đề cần nghị luận và ở trong cái phần mở đoạn này chị đã bày tỏ luôn về cái quan điểm của mình rằng đối với tôi thì tình người mang một cái sức mạnh lớn lao trong hoàn cảnh khó khăn thử thách đó ok chưa Tuyên nơi đăng ký đi, sắp khai giảng đến nơi rồi Bây giờ còn hỏi là khóa học 10 ngày chị mở chưa ạ? Sắp khai giảng rồi mùng năm tháng 6 là khai giảng rồi Năm nay khai giảng sớm bởi vì các em thi sớm mà Mọi năm á Thì là Mọi năm thì là các em phải tận 15 tháng 7 mới thi cơ Nhưng mà năm nay thì 28 tháng 6 đã thi rồi Nên thành ra năm nay là phải học khóa học 10 ngày sớm Bây giờ không phải hỏi chị là mở chưa Mà là phải nhắn tin về để đăng ký ngay Nha ok chưa ạ rồi thế thì bây giờ chúng mình sẽ sẽ tiếp tục này đấy là nêu được vấn đề rồi nhá lại còn nêu ra được quan điểm về vấn đề rồi nhá đúng chưa nêu được vấn đề rồi mà lại nêu ra được quan điểm về vấn đề rồi thế thì bây giờ mình mới có này tình người được hiểu tức là giải thích khái niệm đấy giải thích khái niệm ok chưa ạ tình người được hiểu là tình cảm giữa con người với con người sự đối đãi tử tế tận tâm xuất phát từ tình yêu thương chân thành à được không ạ thế thôi nhá thế thôi các em ơi các bạn phải tức là bản thân các bạn phải định hình được rằng là cái ý nào là ý mà chúng ta cần phải trọng tâm và ý nào là ý chúng ta chỉ cần trong bài viết của mình thôi khi mà chúng ta làm nghị luận xã hội thì trong ba đêm điểm của bộ giáo dục sẽ có một cái câu đó là các bạn sẽ sử dụng linh hoạt những cái thao tác lập luận để có thể làm sáng tỏ được cái vấn đề và tạo nên một cái bài viết thuyết phục cho các bạn đúng không ạ thế thì ở đây chúng ta thấy rằng là cái thao tác mà chúng mình tiến hành giải thích ấy, thì chỉ là cái việc chúng ta đang nêu ra cái khái niệm theo cái quan niệm của chúng ta để làm cho mọi người có thể hiểu hơn về cái vấn đề chúng ta đang trình bày thôi còn nó không phải là cái thao tác mà chúng ta cần phải đi sâu thế nên thành ra có rất nhiều bạn mà lại viết phần giải thích quá dài dòng thì cũng không ổn nhá thì cũng không ổn ạ à. thì các bạn phải chú ý giúp chị là phải thật sự ngắn gọn cho phần giải thích bởi vì những cái phần phía sau á là những cái phần mà chúng ta cần phải làm gì chúng ta cần phải phân tích bàn luận này chúng ta cần phải chứng minh này chúng ta cần phải liên hệ bản thân này mở rộng vấn đề này đó mới là những cái phần mà chúng ta cần đẩy nhiều hơn cái dung lượng vào. Vậy nên các bạn sẽ chú ý nhá, ok chưa ạ? Thế thì ở đây chúng ta có cái khái niệm về tình người rồi. Bây giờ chuyển sang thao tác tiếp theo, đó là phân tích bản luận. Chúng ta sẽ có này, đó để thay thế cho tình người nhá. Chúng ta thấy rằng là có những cái phép liên kết về mặt hình thức. Các bạn có nhớ những cái phép liên kết về mặt hình thức không ạ? Các em có nhớ những cái phép liên kết về mặt hình thức không ạ? đó là phép nối này, phép thế này, thì ở đây chị đang sử dụng phép thế nhá. Có phép nối, phép thế, phép liên tưởng được không nào? À, sử dụng đồng nghĩa, sử dụng phép đồng nghĩa, sử dụng phép đồng nghĩa trái nghĩa. Ok chưa nào? Thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị về những cái phép liên kết về mặt hình thức thì ở đây trong đoạn văn chúng ta cũng đang sử dụng cái phép liên kết để làm cho tất cả những cái câu văn đều sẽ thể hiện một cái nội dung thống nhất được chưa ạ? Thế thì ở đây chúng ta có một cái sự khẳng định, đó chính là nguồn gốc sức mạnh lớn lao để con người vượt lên những nghịch cảnh, đúng không? Sau đó bắt đầu chúng ta sẽ làm rõ nhá, chúng ta sẽ làm rõ với cái ý mà chúng ta vừa đưa ra ở đây nhá. Các em ơi, à, thi xong 3 năm rồi vẫn thích xem văn. <laughs> ok ạ, à, giờ là sinh viên rồi vẫn thích xem văn à? Vẫn thích vào nghe giọng chị Hiên à? À, chị Hiên đang tự tin quá hả? À? Ừ, chị đùa thế thôi Chứ chị biết rằng là về cơ bản thì uh, Cũng sẽ có rất nhiều bạn dành một cái tình cảm đặc biệt cho học văn chị Hiên ý Và chị vô cùng vô cùng biết ơn về điều đấy Vô cùng biết ơn luôn ạ Thì các bạn ơi các bạn sẽ chú ý giúp chị là Ngày hôm nay mà các bạn đăng ký khóa học 10 ngày á Là các bạn sẽ được tặng một món quà đặc biệt đấy Còn món quà đấy là gì Thì các bạn sẽ chủ động nhắn tin về cho admin fanpage học văn chị Hiên Em đi học toán tới 9 giờ vào học khóa học 10 ngày muộn một chút có được không ạ? À? Ok nhá Trung Anh nhá Được em ạ à. Ôi dồi ôi tôi nhìn Ava là thấy luôn cái hình ảnh của tôi ở đó rồi phải không? được nhá, được nhá em nhá Cố gắng là vào sớm nhất Bởi vì là tinh thần khí thế trong cái khóa học đấy nó hừng hực lắm em ạ À sắp được gặp chị Yên trong khóa học 10 ngày rồi Ôi dồi ôi đúng hình chị luôn à Trời ơi Nhất trí, quyết tâm 8 cộng 9 cộng văn Ok không ạ? À. Cố gắng nhá Chai vô rồi, nào bây giờ thì quay trở lại đây nhá Chúng ta đang nói đến cái phần thân đoạn là phân tích bàn luận này Được không ạ? À? Thì ở đây chúng ta bắt đầu làm rõ thêm cho cái ý mà chúng ta nói Chúng ta khẳng định tình người chính là cái nguồn gốc sức mạnh lớn lao Để con người vượt lên nghịch cảnh Thế thì mình sẽ viết tiếp như sau Tình người như đôi bàn tay nhỏ Đem đến sự ấm áp Xoa dịu cho những mất mát và tiếp thêm nghị lực cho những con người trong hoàn cảnh khó khăn trong giây phút tăm tối của cuộc đời nó chính là sợi dây gắn kết con người với con người tạo ra khối đại đoàn kết trong cộng đồng một cộng đồng văn minh và tràn ngập tình yêu thương hơn vậy giữa những ngã rẽ tình người chính là ngọn nến soi đường để mỗi cá nhân có ý thức sống tốt hơn hướng về những điều tốt đẹp Vậy là các bạn có thể thấy là cái điều quan trọng ở đây chúng ta đang làm là chúng ta cho thấy sức mạnh của tình người ảnh hưởng tới mỗi cá nhân như thế nào. Và sau đó ảnh hưởng tới cộng đồng ra sao. Với cái người cho đi cái tình cảm và người nhận lại tình cảm thì ý nghĩa đối với họ là như thế nào. Đúng không ạ? Thế nên về cơ bản trong cái cách tư duy để chúng ta viết cái phần phân tích bàn luận á thì chị vẫn thường nói với các em là chúng ta sẽ tư duy theo hướng là cái vấn đề đó sẽ ảnh hưởng tới mỗi cá nhân như thế nào. Và khi nó ảnh hưởng tới với mỗi cá nhân thì nó sẽ ảnh hưởng tới cộng đồng ra sao? Bởi vì chúng ta thấy rằng là một cộng đồng thì sẽ được tạo thành từ những cá nhân mà. Các bạn có 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 đúng thấy đúng là như vậy không ạ? Vậy nên là cái sự ảnh hưởng của cộng đồng cũng sẽ là cái sự ảnh hưởng, hưởng tới cái chị xin lỗi, cái sự ảnh hưởng tới cá nhân nó cũng sẽ là cái sự ảnh hưởng tới cộng đồng mà. Thì các bạn cứ tư duy theo cái hướng đấy nhá. Mở rộng dần, mở rộng dần cái tư duy của mình ra Ok chưa ạ? Thế bây giờ chúng ta sẽ chứng minh này Lấy một cái ví dụ để khẳng định rằng là À đúng là tình người mang một cái sức mạnh vô cùng lớn lao này Thì ở đây các bạn sẽ thấy nhá Đây chúng ta sẽ có á Nói đến sức mạnh của tình người kiểu một cái câu dẫn ý hay là ví dụ như là dẫn uh, câu chuyện về ai đó đã khiến cho tôi thêm một lần nữa thấy rõ hơn về cái gì đấy thì cái cách đưa dẫn chứng nếu bạn nào tham gia trong cái chiến dịch dậy sớm học nghị luận xã hội cùng với chị Hiên thì các bạn cũng đã biết cách đưa rồi, đúng không? Còn những bạn nào ở đây mà chưa biết cách đưa thì các bạn có thể chú ý giúp chị là chúng ta cần những cái câu dẫn để chúng ta dẫn vào cái phần dẫn chứng đó các bạn nhé. Ví dụ như ở đây cái sự gợi dẫn của chị sẽ là nói đến sức mạnh của tình người. Tôi chợt nhớ về đợt mưa lũ lịch sử tại miền Trung và câu chuyện về chàng trai xứ Nghệ anh Nguyễn Quân Dũng dòng ruồi chạy xe tải dọc ba tỉnh Quảng Trị, Huế, Quảng Nam để tiếp tế lương thực cho người dân đang bị cô lập. Thời tiết khắc nghiệt không càn được bước chân của chàng trai trẻ và tình người đã được thắp sáng lên từ những hành động đầy nhân văn như thế. Chính hành động đầy áp tình người đó đã tiếp thêm sức mạnh cho đồng bào miền Trung vượt qua khó khăn trong đợt lũ lịch sử và truyền cảm hứng sống tốt đẹp đến mọi người xung quanh về những điều tử tế mà anh nguyễn quân dũng đã làm sau đó soi chiếu vào chính bản thân mình này đối với riêng bản thân tôi tôi càng hiểu hơn về việc mình cần phải trân trọng tình cảm yêu thương mà mình nhận được và cũng sẽ lan tỏa tình cảm ấy tới mọi người xung quanh và kết đoạn nhiều khi chúng ta cứ đi tìm kiếm định nghĩa về thứ gì đẹp nhất ở một nơi xa xôi nhưng lại không nhận ra, tình người chính là điều đẹp đẽ nhất trên đời, hay tình người chính là hai chữ đẹp nhất trên đời, ví dụ như vậy. Được không ạ? À? Đấy, 14 phút xong một đề nghị luận xã hội. Được không ạ? À? 14 phút xong một đề nghị luận xã hội nhá. 14 phút xong một đề nghị luận xã hội ạ. Và đương nhiên để có thể viết được thì chúng ta sẽ cần phải có phương pháp làm bài chúng ta sẽ cần phải có kiến thức cuộc sống còn gọi là kiến thức nền của câu nghị luận xã hội chúng ta sẽ phải có cái gì ạ một cái thời gian luyện tập để chúng ta đưa cái gì vào à để chúng ta đưa được những cái sự hiểu biết và triển khai được cái ý tưởng trong đầu của chúng ta chính xác thành những cái lời văn để làm cho phần bài viết của các bạn sẽ vừa đúng vừa đủ và vừa ấn tượng hãy chú ý điều đó nhé ok chưa nào Hãy chú ý điều đó và hãy nhớ rằng là cái khóa học 10 ngày này của chị trong năm nay sẽ cực kỳ trọng tâm vào phương pháp, bên cạnh ôn luyện lại kiến thức nền thì sẽ cực kỳ trọng tâm vào phương pháp. Và ngày hôm nay sẽ dành tặng một món quà vô cùng đặc biệt cho bạn nào đăng ký khóa học 10 ngày trong hôm nay. Và món quà đó là gì thì có thể nhắn tin về để các anh chị sẽ tư vấn thêm, nếu cảm thấy phù hợp thì có thể đăng ký. Nhưng chị nghĩ là đây đã là cái cơ hội cuối cùng để các bạn có thể cho mình một cái điểm tựa để chúng ta có thể sẵn sàng hơn cho việc chinh phục một cái số điểm văn cao hơn. nhá Bây giờ sẽ là một đề bài khác. Đề bài như sau có ý kiến cho rằng con người đang từng ngày thay đổi công nghệ nhưng cũng chính công nghệ đang thay đổi cuộc sống con người. Và hãy trình bày suy nghĩ của anh chị về ý kiến trên bằng một đoạn văn khoảng 200 chữ về cơ bản thì chúng ta sẽ thấy là cái đề bài này á thì nó sẽ là một cái đề bài giống như kiểu là chúng ta nói về cái cuộc sống thời công nghệ cũng có thể suy ra cái 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 đề bài đó mà chúng ta thấy rằng là gì ạ chúng ta thấy rằng là đây là một cái cái vấn đề nó cực kỳ nhức nhối luôn đúng không cực kỳ nhức nhối vậy chúng ta sẽ xem triển khai như thế nào nhé học trên google meet ạ à, mình sẽ học qua phần phát trực tiếp uhm, em nhá quỳnh anh nhá và chị có lưu lại bài giảng Cho em hỏi khóa học 10 ngày có ôn lại các tác phẩm văn học không? Có Đó là một cái phần rất quan trọng Được không ạ? Chị ơi em tháng 7 đăng ký Sao lại tháng 7? Bây giờ mới tháng tháng 5 mà Mà tại sao lại tháng 7 đăng ký là sao hả em? Hả Linh Đan Được không ạ? Sao lại tháng 7 là sao? Hả? Rồi ok Bây giờ chúng ta quay trở lại đây với cái đề bài này Ý chị muốn nói là gì? các bạn cũng sẽ có thể gặp những cái đề bài mà nó liên quan tới cuộc sống của con người trong một cái xã hội công nghệ đang phát triển với tốc độ cực kỳ nhanh và có thể người ta sẽ không cho cái dạng nhận định này nhưng người ta sẽ um, trình bày với các bạn người ta sẽ nói với các bạn bằng một cái cách khác thế nhưng bản chất của vấn đề cũng có thể là chỉ là cái vấn đề này thôi thế nên thành ra các bạn ơi đúng chúng ta có thể thừa nhận một điều rằng chúng ta không thể nào chuẩn bị trước được hay đoán trước được là nghị luận xã hội thì sẽ vào cái dạng đề gì vào cái vào cái đề bài như thế nào vào chủ đề như thế nào thế nhưng mà chị tin rằng chúng ta hoàn toàn có thể luyện tập nhiều để các bạn có thể thấy rằng là à tôi luyện tập nhiều để tôi làm gì tôi luyện tập nhiều để tôi thấy được là gì ạ là có những cái đề mà tôi đã làm rồi và có thể nó gần giống như thế và tôi dựa vào cái kinh nghiệm tôi đã làm rồi để tôi triển khai được không ạ? Thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị nhá. Các bạn sẽ chú ý giúp cho chị. Được không nào? Thì ở đây, chị sẽ có một cái phần bài viết như sau. Được không ạ? Một cái phần bài viết như sau. Đặt máy xuống để bên con. Câu này có quen thuộc với các bạn không? Câu này có quen thuộc với các bạn không ạ? À, câu này có quen thuộc với các bạn không? Chị nhớ không nhầm thì đây là một cái thông điệp quảng cáo của hãng điện thoại Oppo thì phải. Nếu mà chị nhớ không nhầm nhá. Và nếu trong trường hợp mình không nhớ lắm, mình dùng cách viết như sau. Tôi đã từng nhìn thấy dòng chữ đó từ một quảng cáo trên TV. Điều này khiến tôi có đôi chút giật mình và nghĩ tới câu nói. Con người đang từng ngày thay đổi công nghệ, nhưng chính công nghệ cũng đang thay đổi cuộc sống con người. Xong, nêu vấn đề. Bắt đầu phân tích, bàn luận, giải thích nhé. Được chưa ạ? Giải thích, giải thích, giải thích một chút xíu câu nói này chỉ ra hai mặt của cuộc sống đang tồn tại đó là việc cuộc sống của chúng ta đang hiện đại hóa tối ưu hóa với những sáng chế công nghệ mới lạ độc đáo công nghệ giúp con người tiết kiệm thời gian giải quyết công việc xử lý công việc một cách chính xác từ đó mang tới một cái hiệu suất cao tối ưu về chi phí họ những nhà sáng tạo công nghệ không ngừng cải tiến sản phẩm của mình sáng chế ra những sản phẩm mới cốt để nâng cấp chất lượng cuộc sống thế nhưng song song với những ưu điểm đó bởi vì chúng ta thấy rằng cái câu này nó có một cái vế đúng không ạ đúng không ạ chúng ta thấy câu này có một cái vế nhưng chính công nghệ cũng đang thay đổi cuộc sống con người và các bạn biết được rằng là trong một cái câu mà nó có một cái vế nhưng đằng sau ấy, thì bao giờ mình cũng sẽ chú trọng hơn tới cái vế nhưng đằng sau đúng không và ở đây đương nhiên là cái vế nhưng đằng sau ở đây nó đang đề cập tới một cái vấn đề cực kỳ nhức nhối đó là cuộc sống con người của chúng ta đang bị ảnh hưởng quá nhiều từ công nghệ chúng ta sẽ làm rõ điều đó nhé thế nhưng song song với những ưu điểm đó cuộc sống công nghệ đã khiến thay đổi mọi thói quen bình thường của con người chúng ta bắt đầu ngày mới cùng chiếc điện thoại ăn trưa cùng chiếc điện thoại và kết thúc một ngày cũng bằng chiếc điện thoại chúng ta trở nên lười biếng hơn trước đây ngại suy nghĩ lười hoạt động, ngại nói chuyện trực tiếp và đôi khi quên đi cả những mối quan hệ mình cần chăm sóc. Thế giới công nghệ cũng cho khiến cho nhiều người rơi vào trạng thái ảo tưởng, dẫn tới những vấn đề nghiêm trọng trong tâm lý. Được không ạ? Thời điện thời điểm trước, những thông tin về một YouTuber nổi tiếng chuyên sáng tạo nội dung cho trẻ em đã bị phạt và ngừng hoạt động kênh vì clip xin vía búp bê học giỏi đã khiến nhiều trẻ em xem và có những suy nghĩ lệch lạc. Đó chỉ là một trong những nội dung sai lệch rất nhỏ mà ta có thể dễ dàng tìm thấy trên mạng xã hội YouTube sản phẩm của công nghệ. Vậy nên điều cần làm là phải sử dụng những sản phẩm công nghệ một cách thông minh, linh hoạt và hiệu quả. Điều này khiến cho tôi tự đặt ra một câu hỏi cho chính mình liên hệ bản thân. ạ. À. Tôi đang sử dụng công nghệ hay công nghệ đang điều khiển tôi? Câu hỏi này khiến cho tôi phải nghẹn ngào cúi đầu. Có lẽ mình đã bỏ qua quá nhiều khoảnh khắc đáng quý ta có thể ngẩng cao đầu và tự hào rằng mình là người biết cập nhật công nghệ giành rẽ mọi thiết bị mới hay nắm bắt hay nắm bắt thông tin rất nhanh nhưng hãy nhìn lại bạn có đang đánh rơi nhịp nào không hãy sống chậm thôi chậm lại trong lời nói và cảm nhận vẻ đẹp của cuộc sống này một cách trọn vẹn hơn nhé được không ạ à? ví dụ là như vậy cảm nhận cuộc sống vẻ đẹp của cuộc sống này một cách trọn vẹn hơn bạn nhé ví dụ thế Ok chưa nào? Hay là một cái đề bài khác về lòng khiêm tốn này. Hình ảnh sông sâu tĩnh lặng lúa chín cúi đầu. Tuổi thơ tôi gắn liền bên hình ảnh bông lúa vàng, những nhành lúa chịu bông nghiêng mình. Không chỉ là hình ảnh nhắc nhở tôi về những nhọc nhằn của mẹ, mà còn là bài học vô cùng đáng trân trọng cuộc đời. Đó là sự khiêm tốn, hay là ví dụ ở đây trích dẫn. Đề bài là trích dẫn nếu không học cách cúi đầu, bạn sẽ không bao giờ có thể ngẩng cao đầu. Kiểu kiểu vậy, thì có nghĩa là chị thấy rằng là cái nghị luận xã hội là một cái dạng văn rất hay luôn á bởi vì ở đấy nó cho phép chúng ta được sáng tạo chúng ta được sáng tạo trong cái khả năng trong cái khuôn khổ và chúng ta có thể thấy rằng là cái sự sáng tạo đó giúp cho chúng ta thể hiện cực kỳ rõ ràng về cái quan điểm của các bạn khi nhìn nhận về một cái vấn đề được không ạ chúng ta được quyền nói lên cái tiếng nói của bản thân mình và chúng ta sẽ dùng những cái lời văn để bảo vệ cho cái quan điểm đó đây là một cái dạng văn rất hay và không phải khó viết đến cái mức mà các bạn được không ạ? À? Không phải khó viết đến cái mức mà các bạn sẽ cảm thấy bị bí đâu. Chị nghĩ là chỉ cần các bạn biết cách thôi là các bạn sẽ làm được đấy. Ở đây ai tin rằng là mình sẽ có thể đạt được 1,75 hoặc là 2 trên 2 điểm nghị luận xã hội giơ tay chị xem ạ. À? Hoặc là các bạn có thể thả tim cho chị thấy được không? Có ai mong muốn là chúng ta sẽ đạt được một cái số điểm như vậy không? Bởi vì câu nghị luận xã hội trong đề thi trung học phổ thông quốc gia ấy thì là sẽ chiếm 2 điểm. Thì ở đây bạn nào kỳ vọng rằng mình sẽ đạt được tối thiểu là 1,75 điểm không? Thả tim chị Hiên xem xem là có nhiều người mong muốn cái điều đó không nào? Bây giờ sắp thi đến nơi rồi. <laughs> Nhanh lắm, còn một tháng nữa thôi là các bạn chính thức bước vào kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia luôn đấy. Đúng không ạ? Và các bạn có lo lắng về điều đó không? Các bạn có nghĩ rằng là mình sẽ có thể đạt được tối thiểu là 1,75 điểm không? Các bạn có 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 nghĩ là như thế không? Và các bạn có mong muốn là mình sẽ đạt được như thế không? À nếu như mà các bạn thực sự mong muốn đạt được như vậy thì chị nghĩ bây giờ nha, các em cần phải nắm được những cái thứ như sau này, thứ nhất. Các bạn phải xem lại giúp cho chị và nắm thật là vững cho chị về cái phương pháp viết nghị luận xã hội với hình thức đoạn văn khoảng 200 chữ. Các bạn phải nắm được về cấu trúc là mở đoạn viết cái gì, thân đoạn viết cái gì và kết đoạn viết cái gì. Sau đấy ở trong phần mở đoạn thì các bạn phải biết là chúng ta sẽ có thể thiết lập theo những ý tưởng như thế nào. Hoặc nếu trong trường hợp tôi không thể nào nghĩ ra được một cái ý tưởng gì, thì tôi sẽ có những cái cách nào để tôi mở đoạn sử dụng được cho đa dạng các dạng đề. Đấy là phần mở đoạn nhé. Nhưng phần mở đoạn quan trọng nhất là các bạn phải nêu được vấn đề nhé. Dù dẫn dắt hay đến đâu đi chăng nữa, mà không nêu được vấn đề thì cũng sôi hỏng bóng không thôi. Nha. Thứ hai, phần thân đoạn có các thao tác chính như sau. Giải thích, phân tích bàn luận, chứng minh, mở rộng và liên hệ bản thân. Phải đảm bảo các thao tác này. Được chưa ạ? Và hãy nhớ rằng là mỗi cái thao tác thì chúng ta sẽ có phương pháp để triển khai nó. Nếu chưa biết phương pháp, đăng ký ngay khóa học 10 ngày đi. Đây là lời khuyên chân thành từ chị luôn đấy. Các bạn không còn nhiều thời gian nữa đâu. Các bạn đừng có cân nhắc nữa, đừng cân nhắc nhiều nữa. Bởi vì đôi khi mình không quyết định được cái việc đó mình không tự cho mình một cái cơ hội để thực sự hiểu về cái cách làm thì các em không thể nâng được số điểm đâu, đấy là chị nói thật. Đấy là chị nói thật ạ. À. Và nếu như các bạn không thực sự tập trung và nghiêm túc để ôn đầu tư thời gian mọi thứ nghiêm túc để ôn thì các bạn cũng không thể nào mà tiến bộ được đâu, chắc chắn luôn đấy. Nha Thì ở trong phần thân bài phải đảm bảo cho chị các cái thao tác đó. Và phần kết đoạn thì phải đưa ra một cái thông điệp nó vừa đúng vừa ngắn gọn vừa phù hợp vừa mang tính truyền cảm hứng đó là điều rất quan trọng có nghĩa là người ta đọc xong bài viết của các bạn mà người ta phải thay đổi người ta mong muốn được thay đổi ạ nhá người ta phải mong muốn được thay đổi đấy là cái điều cực kỳ quan trọng luôn kể cả là đối với hiện tượng đời sống thì bố cục mình vẫn sẽ làm như thế em ạ Ở về chia dạng đề ra thành tư tưởng đạo lý và hiện tượng đời sống nó chỉ khác nhau khi mình làm bài văn thôi còn khi mà mình làm đoạn văn thì cái cấu trúc của nó là như nhau Bởi vì bản chất khi người ta hỏi về một hiện tượng đời sống ấy, Thì người ta cũng sẽ hỏi về một cái khía cạnh của hiện tượng đời sống đó em ạ Ví dụ người ta có thể hỏi về nguyên nhân, giải pháp, hệ lụy của một vấn đề gì đấy Biểu hiện của một vấn đề gì đấy Thì mình vẫn sẽ triển khai theo cái cách mà chị hướng dẫn thôi Được không ạ? Nhưng mà cụ thể hơn như thế nào thì chị sẽ chia sẻ Ở trong khóa học 10 ngày để các bạn có thể nắm được nhé Hoặc nếu như trong trường hợp mà chúng ta không biết cách kết đoạn truyền cảm hứng thì chúng ta lại phải tìm hiểu những cái cách kết đoạn Những cái cách dẫn dắt mà mình có thể sử dụng được cho đa dạng các dạng đề Để lúc đấy nếu mình bí quá thì mình có thể sử dụng Tức là mình phải chuẩn bị thật là chỉn chu cho cái đó Nhá Mình phải chuẩn bị thật là chỉn chu cho cái đó Ok chưa nào Đây ví dụ như đối với cái bài về khiêm tốn chẳng hạn Cách kết này À được không ạ Luôn cúi đầu Tôi sẽ nhìn thấy được cả thế giới tri thức đang mở ra trước mắt mình Và gửi gắm này bạn trẻ ơi chỉ xin bạn mang điều này cho riêng mình à đó là chỉ cần cúi đầu thì sẽ không va phải bất cứ thứ gì ví dụ là như vậy ok chưa nào được không ạ à? đấy những cái cách đưa ra đấy được không nào hay là ví dụ nói về niềm tin này nói về uh, gì ạ à? nói về sự lạc quan này nói về những cái điều tốt đẹp trong cuộc đời này dùng dùng một cái cách kết kiểu như là và bạn ơi, trong bất cứ giây phút nào giữa cuộc đời bạn cảm thấy tranh trao, thì chỉ xin bạn hãy nhớ rằng, đừng lạc đừng để lạc lõng giữa mênh mông, em biết không? Tất cả những con đường em chọn, đường đi nào rồi cũng tới trạng đông. Kiểu thế. Hay nghịch cảnh thì mình sẽ nói là gì ạ? Nghịch cảnh thì mình sẽ nói là, uh, mình sẽ lấy cái câu mà, và bạn ơi, trong bất cứ giây phút nào bạn cảm thấy nản lòng khi phải đương đầu với nghịch cảnh, thì xin bạn hãy nhớ rằng nghịch cảnh không phải tàng đá càn lối bước chân bạn mà nghịch cảnh là thềm đá nâng bước bạn cao hơn ví dụ thế nhá thì đấy sẽ có rất là nhiều cách với những cái dạng đề khác nhau mà các bạn sẽ có thể chú ý để chúng ta đưa vào làm cho cái phần nghị luận xã hội của chúng ta vừa đúng vừa đủ và gây được cái sự ấn tượng đối với người đọc ok chưa ạ thì đây là một cái file gồm những cái phần đoạn văn mẫu và chị cũng đã trong một cái khoảng thời gian chỉ có 30 phút thôi. Đã chia sẻ được cùng với các bạn hai đề rồi. Và chị tin nếu như các bạn xem cái bài ngày hôm nay chị hướng dẫn mà các bạn sắp tới gặp những cái đề kiểu như thế này thì kiểu gì các bạn cũng sẽ tự xử lý được. Ok chưa ạ? À? Thì chúng mình sẽ chú ý nhá và chị nhắc lại là trong ngày hôm nay đăng ký khóa học 10 ngày sẽ được tặng một món quà rất đặc biệt và khóa học đó là gì, món quà đó là gì thì các bạn sẽ nhắn tin về để các anh chị sẽ tư vấn thêm cho các em và nhớ là trong khóa học đó chúng ta sẽ ôn lại toàn bộ kiến thức các tác phẩm và đặc biệt là chúng ta sẽ ôn trọng tâm vào phương pháp để xử lý, đọc hiểu, nghị luận xã hội và nghị luận văn học. Chị sẽ cùng với các bạn để cho các bạn biết làm và làm hay thì thôi. Được không ạ? À? Đầu tháng 6 khai giảng nhá. Có gì thì sẽ hẹn gặp chúng mình được không nào? Còn bây giờ thì xin chào, và hẹn gặp lại các bạn. Cảm ơn chúng mình rất nhiều. Chúc các bạn ngủ ngon nhé. Bye bye.